Chủ nhật 15 thường niên 5C. Nhớ mang theo trái tim. Trường sinh bất tử, muốn được hạnh phúc vĩnh viễn, muốn được sống đời đời, đó là mơ ước muôn đời của mọi người. Hôm nay, một thầy thông luật nói lên mơ ước đó khi ông hỏi Chúa, làm cách nào để được hưởng sự sống đời đời? Qua câu chuyện người xứ Samaria nhân hậu, Chúa Giê-xu chỉ cho ta con đường dẫn đến sự sống đời đời. Đường Jericho tượng trưng cho con đường về nước trời. Đó là con đường gập ghềnh khó đi. Đó là con đường nguy hiểm vì có trộm cướp rình rập. Đó là con đường thử thách. Để vượt qua thử thách, vũ khí duy nhất hữu ích là trái tim. Trái tim chiến thắng có những phẩm chất như sau. Đó phải là một trái tim nhạy bén. Người xứ Samaria nhân hậu có một trái tim nhạy bén. Dù đang bận việc riêng, dù vó ngựa phi nhanh, ông vẫn nhìn thấy người bị nạn nằm bên vệ đường. Dù tiếng gió vù vù, xen lẫn tiếng vó ngựa lộp cộp, ông vẫn nghe được tiếng rên rỉ rất yếu ớt của người bị nạn. Trong khi đó, thầy Tư Tế và thầy Lê Vi chỉ đi bộ lại không thấy, không nghe. Hay nói đúng hơn, các thầy có nghe, có thấy, nhưng trái tim các thầy đóng kín, nên các thầy chẳng động lòng. Trái tim các thầy bị đóng kín vì những cánh cửa lề luật. Sợ đụng chạm vào máu, vào người bị thương, sẽ trở thành ô uế không được tới đền thờ dâng lễ vật. Người xứ Samaria không nghe bằng đôi tai, không nhìn bằng đôi mắt, nhưng nghe và nhìn bằng trái tim. Trái tim nhạy bén, có đôi tai thính lạ lùng, có thể nghe rõ tiếng rên rỉ thì thầm tận đáy lòng. Trái tim nhạy bén, có đôi mắt sáng lạ lùng, có thể nhìn thấy cả những nỗi đau âm thầm trong tâm khảm. Đó phải là một trái tim quan tâm. Trái tim quan tâm đưa ta đến gần gũi anh em. Trái tim quan tâm biết làm tất cả để phục vụ anh em. Các thầy Tư Tế và Lê Vi không có trái tim quan tâm, nên khi thấy người bị nạn đã tránh sang bên kia đường mà đi. Người xứ Samaria có một trái tim quan tâm, nên ông lập tức đến gần nạn nhân. Vì có trái tim quan tâm, nên ông có thể làm tất cả để giúp nạn nhân. Vì quan tâm, nên ông đã mang sẵn bên mình nào là dầu, nào là băng vải. Chẳng học nghề thuốc mà ông săn sóc vết thương một cách thành thạo. Chẳng luyện tập mà ông đã lấy dầu xoa bóp rất nhanh, băng bó rất khéo. Chẳng có kỹ thuật mà ông biết cách đưa được bệnh nhân lên lưng ngựa. Ông đã làm tất cả theo sự hướng dẫn của trái tim. Với trái tim, ông đã làm tất cả với sự chuẩn xác và nhất là với nhiệt tình để cứu nạn nhân. Đó phải là một trái tim chung thủy. Trái tim chung thủy không làm việc nửa vời, nhưng làm đến nơi đến chốn. Trái tim chung thủy không mỏi mệt buông xuôi, nhưng theo dõi giúp đỡ cho đến tận cùng. Người xứ Samaria bận rộn công việc, nhưng vẫn lo lắng cho nạn nhân đầy đủ, gửi gắm chủ quán tiếp tục thuốc thang. Và khi xong việc, ông sẽ trở lại thăm hỏi để tiếp tục săn sóc cho đến khi khỏi hẳn. Ông làm tất cả với một trái tim chung thủy vẹn toàn. Qua dụ ngôn, Chúa Giê-xu dạy ta hiểu rằng đường đến sự sống đời đời là con đường mọi người vẫn đang đi, nhưng chỉ người đi với trái tim mới mong đến đích. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi đã rẽ sang hướng khác vì các thầy không mang theo trái tim. Người xứ Samaria đã đi đến nơi
vì ông đi đường với trái tim nhân hậu, trái tim nhạy bén, rất quan tâm và rất chung thủy. Với trái tim ấy, ông đã yêu người thân cận như chính mình ông. Với trái tim ấy, ông đã mở đường đi đến sự sống đời đời. Chúa Giê-xu dạy tôi bắt chước người xứ Samaria nhân hậu. Hãy lên đường với trái tim. Hãy lắng nghe với trái tim. Hãy hành động với trái tim. Hãy đi trên đường của trái tim. Hãy để trái tim tham dự vào mọi lời nói, mọi cử chỉ, mọi suy nghĩ. Hãy mang theo trái tim theo trên khắp mọi nẻo đường. Con đường đi với trái tim chính là con đường giữ đến sự sống đời đời. Lạy Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uống lòng con nên giống trái tim Chúa. Amen. Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.